Chào mừng bạn đến với Skillen, nơi bạn khám phá những cơ hội đầu tư đột phá và cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ vận tải tương lai. Chúng tôi mang đến cho bạn những kiến thức sâu rộng về Uniski, những phân tích tài chính sắc bén và những chiến lược đầu tư thông minh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách thức thay đổi cuộc sống tài chính của bạn, nắm bắt những cơ hội vàng và tiên phong trong xu hướng vận tải xanh toàn cầu. Skillen, đồng hành cùng bạn trên con đường đến với thành công và thịnh vượng. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chào mừng bạn đến với cộng đồng Skillen. Xin kính chúc cho tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Và nếu như anh chị nào mà theo dõi được buổi live của chị ngày hôm nay thì chắc chắn anh chị sẽ thay đổi được cả cái cuộc đời của mình luôn ạ. Anh chị sẽ bước sang một ngưỡng cửa mới về tài chính. Và bao nhiêu trong số anh chị chúng ta mong muốn thay đổi về thực trạng tài chính của mình, mối quan hệ của mình và rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Đấy, anh chị có thể là vào tương tác like cùng với Thủy nhé. Cùng nhau giao lưu chia sẻ những điều tuyệt vời như vậy để chúng ta cùng tìm ra những cái giải pháp. Đấy. Ăn rồi em, Bắc Giang có ăn rằm không? Có anh ạ. Bắc Giang có ăn rằm tháng 7. Nhưng mà chắc là hình như là ăn cũng không lớn như ở trong Nam anh nhỉ. Vì bữa trước em cũng có vào Sài Gòn đúng dịp Vu Lan báo hiếu thì ở trong đó cả một tháng là họ đi chùa. Và ngoài Bắc thì cũng có nhưng mà nó cũng không có lớn bằng ở trong Sài Gòn. Hôm nay thì Thủy Nguyễn lên đây chia sẻ với mọi người một chủ đề, đó là lựa chọn và nỗ lực, đúng không ạ? Tại sao thì chúng ta lại nói về, vì một cái câu nói đó là 1.000 sự nỗ lực thì không bằng một lựa chọn đúng. Thì tức là trong cuộc sống chúng ta ấy, có rất nhiều các sự lựa chọn, đúng không ạ? Chúng ta có thể lựa chọn chúng ta sống cuộc sống như thế nào, chúng ta lựa chọn công việc ra làm sao, chúng ta lựa chọn chúng ta chơi với ai, chúng ta làm gì. Và đó cũng là tất cả những cái sự lựa chọn của mình. Chúng ta lựa chọn giàu hay nghèo, đó là do lựa chọn. Lựa chọn công việc làm gì, đúng không ạ? Và những cái sự lựa chọn thì dẫn cho chúng ta đến cái kết quả. Cái kết quả ngày hôm nay hiện tại của mình, mình đang hưởng cái quả như thế nào, thì đó là cái sự lựa chọn của mình trong quá khứ. Và nếu như ai đó mà đã có một cái sự thành công, một cái sự hài lòng, thì chắc chắn là trong quá khứ anh chị đã gieo được những cái nhân rất là tốt. Xin chúc mừng tất cả các anh chị. Còn nếu như những anh chị nào mà chúng ta chưa nhận được cái quả như ý, thì chắc chắn là trong quá khứ mình đã gieo một cái nhân gọi là chưa tốt, nên ngày hôm nay cái quả đã trổ. Và đến ngày đến giờ là sẽ trổ với chị ạ. Và nếu như chị mong muốn là tương lai mình có được một cái cuộc sống mà mình mong muốn, cả về tài chính, sức khỏe, mối quan hệ, thì bây giờ thì chúng ta hãy gieo nhân, đúng không ạ? Thì trong cuộc sống chúng ta có rất là nhiều các công việc để chúng ta lựa chọn. Nhưng mà vấn đề bất ổn nhất của con người hiện nay nó xung quanh vấn đề về tài chính. Tài chính hầu như nó là cái vấn đề mà lớn nhất anh chị. Thì khi mà tài chính gặp vấn đề thì mối quan hệ cũng sẽ gặp vấn đề, và sức khỏe kéo theo đó là sẽ cũng gặp vấn đề. Nó có mối liên quan tương giao với nhau anh chị ạ. Đấy, anh chị cứ thử ngẫm mà xem ạ. Tại sao chúng ta lại có một cái bài toán về tài chính mà chúng ta đi giải hàng bao nhiêu năm cuộc đời mà mình vẫn không thể giải quyết được, đúng không ạ? Thì khi mà tài chính chưa tốt, tức là mình phải lao tâm khổ tứ, mình đi làm việc. Mình đi làm việc thì khi mà mình lao tâm khổ tứ vào làm việc thì lại dành cái thời gian cho công việc quá nhiều, thì lại không có thời gian cho gia đình. Và điều đó là dẫn đến bất ổn các mối quan hệ. Khi mà lao tâm khổ tứ nhiều thì nó lại ảnh hưởng đến thân tâm trí, và nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình nữa. Và khi ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao? Thì cái số tiền mình kiếm được thì nó đã đánh đổi vào cái sức khỏe. Và cái chiếc giường đắt giá nhất đó là chiếc giường trong bệnh viện. Và cái lúc chúng ta cần tiền nhất là cái lúc chúng ta không khỏe, chúng ta gặp những cái rủi ro về sức khỏe. Vậy thì khi mà làm việc vất vả để kiếm tiền thì anh chị thấy thực sự là nó chỉ là cái ngọn thôi. Cái ngọn thôi chị, bởi vì sao ạ? Chúng ta có thể là hãy tìm cách nào đó để chúng ta giải quyết được vấn đề tài chính đó từ gốc. Đấy.
hãy làm việc vì tiền, hãy làm việc, đúng không ạ? Hãy làm việc chăm chỉ, đúng không ạ? Để chúng ta dùng tiền để tạo ra tiền. Chứ hãy bắt tiền làm việc cho mình, đừng đi làm việc vì tiền. Bởi vì anh chị ơi, tiền nó có bốn chân, chúng ta không thể chạy ra nó được. Mà trong khi chúng ta chỉ có hai chân, chúng ta không thể nào chạy ra đồng tiền được. Tại sao có những người anh chị, có những người họ kiếm được rất nhiều tiền, họ kiếm được tiền tỷ, sau đó họ cũng mất trắng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái đồng tiền đó, thứ nhất là có thể đồng tiền nó chưa làm đúng, vận hành đúng, và hai là những cái đồng tiền đó có thể là chưa sạch, hoặc là những đồng tiền đó họ không dùng đúng cái mục đích của nó, nên là họ bị mất anh chị ạ. Thế nên là anh chị, khi mà chúng ta thấy rằng cái việc chúng ta làm cái gì, lựa chọn cái gì, thì mọi người hãy xác định được rằng mình cần gì, đúng không ạ? Mình cần gì và tương lai mình muốn gì, và mình hành động như thế nào để mình đạt được cái kết quả đó. Bạn không có quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn hoàn toàn có quyền chọn nơi mình đến. Đấy, hoàn toàn có quyền chọn nơi mình đến. Mình có thể không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng hãy bắt đầu một gia đình giàu có bắt đầu từ mình. Sinh ra nghèo khó, sinh ra trong nghèo khó không phải do lỗi của bạn, mà chết đi trong nghèo khó là do lỗi của bạn. Đó. Còn bản thân Thủy Nguyễn thì Thủy Nguyễn mong muốn đó, tìm ra gốc rễ của vấn đề, tìm ra những cái việc mà tại sao mình từ những năm trước, bao nhiêu năm rồi mà mình chưa có thể mình đạt được những cái điều mà mình mong muốn, lỗi ở đâu. Và khi mà mình bị lỗi, đúng không ạ? Mình bị lỗi thì mình sẽ khuyết đức và mình sẽ mất phần, mà mất phần là mất những gì mình đang có. Thế nên Thủy Nguyễn, khi mà Thủy Nguyễn biết được cái điều này, Thủy Nguyễn đã lựa chọn cho mình một cái con đường, đó đó là con đường trao giá trị, con đường mình đang đóng góp cho xã hội. Bởi vì trong cái luật của xã hội hiện nay chị nhá, nó không phải là chỉ riêng về luật pháp đâu, mà nó còn rất nhiều giới luật, đúng không ạ? Có cả luật giới, đó là giới, những cái giới mà người ta hay nói là những giới sát sinh ấy. Đấy, và chúng ta có luật và luật nhân quả, đúng không ạ? Luật tự nhiên. Đấy, thì luật nhân quả ở đây thì anh chị thấy rằng anh chị cũng biết rồi, đúng không ạ? Và gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đấy. Đấy, gieo nhân tốt thì sẽ gặp một bầu trời trắng ngọt, và gieo cả nhân xấu thì sẽ gặp cái quả xấu. Bởi vì chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi được cái trong cái trái đất này, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào thoát đi đâu cũng được, bởi vì trái đất là một ngôi nhà chung, không có vách ngăn, không có vách ngăn. Nếu mà chúng ta mắc tội thì có trốn đi đâu cũng không thoát tội, bởi vì ngay cả trong cái tòa án lương tâm thì chúng ta cũng không có thể là xử được, đúng không ạ? Lúc nào cũng sống trong phần tập. Nhưng nếu chúng ta là người chúng ta là người tốt, chúng ta cũng chẳng cần phải nói, trời biết đất biết, đúng không ạ? Và không có ai là chúng ta cũng không cần phải nói với ai, tự là sẽ có người xét. Nên là anh chị ạ, chúng ta hãy cứ làm những cái việc gì mà chúng ta cảm thấy nó đúng, đúng không ạ? Em chào anh Hiếm, nó giá trị cho mọi người, nó tốt và nó có lợi lạc cho mọi người. Và cái quy luật của tự nhiên thì anh chị thấy rằng ngày hôm nay khi mà anh chị biết được Thủy Nguyễn đang chia sẻ về Unikai, đúng không ạ? Có rất là nhiều những anh hùng bàn phím, đúng không ạ? Có vào những cái buổi live của Thủy Nguyễn đấy, và comment những cái điều mà không tích cực và rất là thiếu một chút văn hóa đấy. Nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta cũng phải thấu hiểu, bởi vì những cái gì mới thì nó cũng không dành cho tất cả mọi người. Còn cái lĩnh vực ngày hôm nay là lĩnh vực đầu tư đấy, lĩnh vực đang góp phần tạo cho cái xã hội của chúng ta đang dần dần trở nên tốt đẹp hơn, thì là những con người tiên phong. Những con người tiên phong thì chắc chắn sẽ bị ném gạch, ném đá rất là nhiều đấy. Và nếu như anh chị đi đầu mà anh chị sẽ không chịu được những áp lực như vậy thì cái sự thành công nữa rất là khó. Và trong cái quá trình đi thì mình cũng không anh Hiếu thì ghê rồi, đúng không ạ? Đấy, ai anh hùng bàn phím bảo gặp anh em nhé. Rồi trong live của em cũng có một số anh hùng bàn phím đấy anh, nhưng không sao, kệ họ, họ có nhiều thời gian rảnh thì cứ để họ lang thang đi, còn việc ai người đấy làm, đúng không ạ? Đấy, phúc ai người đấy hưởng, nghiệp ai người đấy gánh, không sao đấy. Đấy, em cảm ơn anh Hiếm nhé. Thì chúng ta cứ làm theo quy luật đấy. Và cái việc mà ngày hôm nay chị đang được biết đến Unikai là chị đang làm một cái việc hoàn toàn thuận với tự nhiên, cứ làm theo tự nhiên thì thuận theo tự nhiên thì tự nhiên thuận. Đó.
việc ngày hôm nay chị thấy rằng chúng ta lựa chọn rất nhiều công việc. Đấy, chúng ta đi làm thuê này, chúng ta đi làm chủ này, chúng ta đi kinh doanh này, làm rất nhiều việc. Có anh chị thì nhảy hết công ty này đến công ty khác, có rất nhiều anh chị thì nhảy hết việc này đến việc khác, làm từ làm thuê đến làm chủ trong rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà có khi đến người đến bây giờ vẫn không cảm thấy là mình sống được cái điều mà mình mong muốn. Anh hiền lắm, không có đánh chửi nhau đâu, bảo có giỏi thì bỏ tiền ra đầu tư tôi như tôi này. Đúng rồi. Đây thì lại nói một chút, đó là khi mà mọi người vào đây, mọi người có những cái lời như vậy là mọi người chưa hiểu đâu, đúng không ạ? Và nếu như thì tin rằng nếu như anh chị là người hiểu ấy thì không ai người ta nói như vậy đâu. Bởi vì tất cả những anh chị ngày hôm nay chúng ta đang có cổ phần của Unikai là những con người vô cùng tuyệt vời, đã dám đánh đổi mọi thứ để đi cùng với doanh nghiệp trong những cái lúc khó khăn nhất. Đó, thế nên là khi mà đồng hành cùng doanh nghiệp khó khăn nhất thì anh chị là cái người hiểu nhất. Hiểu nhất bởi vì những cái gì mà anh chị làm ngày hôm nay nó là mới, thì anh chị phải xác định anh chị đi một con đường cô đơn. Đấy, và cái con đường của sự tự do tài chính là con đường cô đơn. Cô đơn thì chưa con đường vắng. Cô đơn chưa anh chị, bởi vì tạm thời người ta chỉ là cô đơn thôi, nhưng phía sau người ta sẽ có rất nhiều những người bạn, những người đồng hành, và sau này sẽ có được rất nhiều các giá trị lớn. Thì ở đây việc mà ngày hôm nay chị biết được cái lựa chọn mà khi chúng ta đồng hành cùng UST, nó có thể là một cái lựa chọn khó khăn với anh chị ở thời điểm này, nhưng mà nó sẽ tạo cho anh chị những cái bước tiến mới trong tương lai. Đấy, có thể là đi làm 5 đến 7 đến 10 công việc, nhưng mà kết quả thì cuối cùng vẫn là lao tâm khổ tứ vì tiền. UST thì có thể là anh chị bỏ đó thôi, đúng không ạ? Anh chị tin tưởng vào một tầm nhìn, anh chị tin tưởng vào một nhà khoa học, anh chị có số vốn nhỏ anh chị góp vào, thì anh chị mong muốn cho mình một cái cuốn sổ lương hưu thì anh chị cũng chẳng cần phải làm gì cả. Đó là bí quyết đơn giản của việc đầu tư. Đầu tư thì chúng ta chỉ cần chút tiền và chút kiến thức thôi, và quan trọng là chúng ta được đi đúng cái con đường, đúng không ạ? Anh Hiếu nói là nếu bạn không tin chúng tôi thì cứ kết bạn đi, chờ xem 2025 xem cổ đông UST như thế nào. Anh Hiếu ạ, thực sự là những người mà đang làm khán giả như thế này thì họ lại rất thích ở phía sau. Họ làm khán giả để họ theo dõi, và họ là một người khán giả rất là trung thành. Và em thấy là trong những cái bài viết của em ấy, có những anh mà cứ có bài viết là anh comment và rất tích cực comment, nhưng mà comment rất tiêu cực, nhưng mà cứ bài viết nào lại rất là ngứa ngáy và rất là mong muốn là vào để làm một cái điều gì đó cho cộng đồng, mong muốn giúp cái gì đó cho cộng đồng đó, nhưng mà lại không biết làm thế nào mà chỉ vào bài của người khác để comment thôi. Đó là anh chị thấy là có những anh hùng thì luôn luôn ở phía sau dõi theo chúng ta, và chúng ta cũng phải cảm ơn họ nhé. Đấy, cảm ơn họ, bởi vì chính có những người như họ mà chúng ta được có cơ hội đến ngày hôm nay đấy. Nếu như mà không có những con người như vậy thì chúng ta làm gì còn cơ hội nữa. Ai cũng như anh em mình mà biết đến và sở cổ phần luôn, thế thì chắc là dân Việt Nam chúng ta sở hữu hết cổ phần rồi. Thế nên là chị phải nhớ rằng cái con đường ngày hôm nay ấy, nó là một con đường lựa chọn rất ít người đi. Rất ít người đi anh chị ạ. Đấy, bởi vì cái con đường thành công ấy, nó không dành cho số đông. Số đông ở đây là họ đi theo đám đông bởi vì họ sợ không được an toàn, họ sợ họ bị mất mát, nên họ phải đi bám víu vào đám đông để họ có một cái chỗ dựa. Nhưng thực sự là cái chỗ dựa đó không có để cho mình dựa, mà cái chỗ dựa duy nhất đó là chính mình. Chính mình hãy dựa vào chính mình và đừng dựa theo đám đông, bởi vì không có ai lo được cuộc sống cho mình cả. Kể cả vợ chồng con cái hay là những người bạn ở kia, những người xa lạ ở kia là những đám đông anh chị, thì ai lo được cuộc sống cho mình? Cuối cùng là vẫn là mình thôi. Đấy, mình hãy tự trang bị kiến thức cho mình để mình lựa chọn mình đi hay không đi. Đấy, anh Hiếm nói là đừng có thiển cận những người khác chia sẻ cho bạn vì tiền, thì tỉnh ngộ đi, bạn đánh mất cơ hội chính cuộc đời của bạn. Anh Hiếm nói rất là đúng luôn ạ. Bởi vì nhiều khi mà mọi người được chia sẻ cơ hội này, cái tâm của mọi người ấy, mọi người chỉ nghĩ là các bạn chia sẻ cho tôi thì các bạn lấy cái gì của tôi. Đấy, chỉ nghĩ là người ta lấy cái gì của mình mà không biết là mình nhận được cái gì. Nếu như trong cuộc đời của những anh chị nghĩ như vậy thì mình chỉ sợ mình mất cái gì cho họ. Thế thì rau anh chị tự trồng đi, đúng không ạ? Rau anh chị tự trồng,
tất cả các sản phẩm anh chị tự trồng, tự làm. Anh chị tự sản xuất ra tất cả mọi thứ, điện thoại, tivi, máy giặt, tủ lạnh và tất cả mọi thứ. Đồ ăn, thức uống anh chị tự sản xuất được đi, đúng không ạ? Nếu như anh chị không muốn bỏ tiền cho bất kỳ một ai, anh chị mua từ mớ rau anh chị cũng phải trả tiền cho người bán rau, mua từ chai nước mắm anh chị cũng phải trả tiền cho họ. Và từ những cái sản phẩm ngày hôm nay anh chị sử dụng, nó thông qua hàng bao nhiêu cấp độ, bao nhiêu đại lý. Anh chị có bất kỳ mua một, anh chị mua một chiếc bút, anh chị có đến tận công ty sản xuất bút anh chị mua được không, đúng không ạ? Anh chị mua được một chiếc điện thoại iPhone, anh chị có sang tận công ty Mỹ để anh chị mua được không, đúng không ạ? Nên là chúng ta hãy nhìn xa trông rộng đấy, đừng nghĩ người khác giúp mình vì cái lợi lạc gì cả. Và tất nhiên trong cuộc sống thì chúng ta ai cũng có được những cái quyền lợi khi mình trao đi. Có những người thì người dân thì rộng thì người ta sẽ không khiển cận như vậy. Thế thì anh chị, nếu như mà anh chị sợ mất cái gì đó cho ai, đúng không ạ? Nếu như con anh chị mới sinh ra, anh chị có không mua sữa chỉ vì là sợ mất tiền cho những người bán sữa hay không? Đúng không ạ? Nói thật với anh chị, nói thật thì đôi lúc là mọi người sẽ bị mất lòng ấy. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn rõ về vấn đề ở đây. Không cần biết là người ta đến người ta lấy cái gì của mình. Đấy, nhưng mà nếu như nó là cơ hội thì anh chị cứ cho phép mình tìm hiểu để lắng nghe. Đúng không ạ? Nó cũng không mất cái gì của mình cả. Anh Hiếm nói là xin chân thành cảm ơn bạn vì để phần cho tôi và người thân của gia đình tôi sợ được nhiều cổ phần hơn. Anh Hiếm là một cổ đông rất là tâm huyết tại Nhật Bản, và anh cũng làm một cổ đông Việt Nam, thì anh hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Thì anh là người đã tận dụng cơ hội rất là nhanh và đã sở rất nhiều cổ phần của Nikkei cho cả gia đình. Nếu như mà không tốt như chị thì không bao giờ mình sở hữu cho người thân của mình đâu. Mình bỏ tiền túi của mình ra, mình mong muốn giúp cho những người thân của mình cũng có cổ phần ở đây. Có thể giai đoạn này họ chưa hiểu, nhưng chắc chắn trong tương lai họ sẽ hiểu. Và anh chị sẽ làm nên một cái điều vô cùng tuyệt vời. Và anh chị có bất chấp được chỉ trích, những cái lời miệt thị của những người khác hay không? Đấy. Thế thì đây chị thấy rằng lựa chọn ở UST thời điểm này đó là một cái lựa chọn hết sức đúng đắn, và thì tự tin với mọi người rằng điều đó là cái điều vô cùng là đúng đắn, và đó là một cái sự thật không thể chối cãi được. Và anh chị thấy không ạ, người ta không thể cho chúng ta, không thể cho người khác cái thứ mà chúng ta không có được. Bản thân Thủy Nguyễn đấy, Thủy Nguyễn được đi sang tận Dubai, Thủy Nguyễn được trải nghiệm tàu, Thủy Nguyễn thấy rằng đây là cái công nghệ rất đúng, rất hợp, rất đi đúng cái xu hướng của xã hội. Một công nghệ thật, con người thật, sản phẩm thật, chứ không phải là một cái dự án dựng lên để lấy tiền của người sau, lấy tiền của người sau trả cho người trước. Chúng ta là nhà đồng sở hữu công nghệ của Unikai, chúng ta đang góp phần để tạo ra một cái công nghệ đổi mới về giao thông vận tải toàn cầu. Tiền của chúng ta vào đây để xây dựng những con đường, những con tàu, đúng không ạ? Để tạo nên những cái điều tuyệt vời trong cái chuẩn bị của một cái tương lai về giao thông vận tải cấp độ 2. Đó, thế nên là anh chị thấy rằng là nó là một cái việc rất là thật, rất là thật. Và thì mình tự tin rằng mọi người, nếu như biết đến cơ hội sở cổ phần UST thì mọi người hãy sở cổ phần cho mình đi ạ. Không có gì phải đáng ngại thời điểm này. Đấy ạ, chúng ta sợ thì chúng ta càng phải làm cho hết sợ. Anh chị thấy không ạ, trong quá trình chúng ta đi học, có phải là chúng ta phải học để chúng ta mới có thể giỏi được không ạ? Chúng ta phải học, chúng ta mới biết. Trừ những thiên tài như chị, trừ những thiên tài nó có một cái khả năng bẩm sinh đặc biệt, nhưng người bình thường chúng ta làm để có kinh nghiệm, đúng không ạ? Đầu tư để có tiền, chứ không phải ngược lại. Nhiều người lại nghĩ ngược lại. Thế thì nếu mà chúng ta không làm thì làm sao chúng ta giỏi được? Tự nhiên mà chúng ta giỏi được, đúng không ạ? Một đứa trẻ mà nó tập đi, nó cũng phải ngã rất nhiều lần để nó mới được đi được những cái bước chân cứng cáp đầu tiên. Đấy, và một người thành công họ cũng phải trải qua rất là nhiều những khó khăn. Nên là họ qua quá trình đó thì họ tích lũy dần dần cái kinh nghiệm của mình. Đấy. Anh Hiếm này, anh Hiếm nói là chẳng nhẽ tự trồng lúa mới có gạo ăn, vào rừng lấy vỏ cây về dệt quần áo để mặc, và còn nhiều cái khác nữa. Đúng rồi ạ. Chúng ta không thể tự mình tạo ra tất cả mọi thứ được. Chúng ta cần phải mượn lực, chúng ta cần phải mượn đòn bẩy. Và cái việc ngày hôm nay khi mà chúng ta góp vốn cùng với Unikai là chúng ta đang dùng đòn bẩy đấy ạ. Chúng ta không phải trực tiếp để chúng ta tạo ra cái doanh nghiệp lớn đó, nhưng chúng ta đang có một cái cách nữa là chúng ta đang đồng hành cùng với doanh nghiệp đó, sở hữu cổ phần của cái doanh nghiệp đó bằng cách chúng ta đang là chủ của doanh nghiệp đó. Chúng ta đang
tạo ra cái công ty đó. Và chúng ta có một đội ngũ kỹ sư, những con người đang làm việc ngày đêm cho chúng ta. Chúng ta đâu cần phải vận hành, đâu cần phải làm việc. Bởi vì chúng ta có tiền, có vốn, họ có ý tưởng. Họ thiếu tiền thì họ kêu gọi vốn từ những anh chị em. Tại sao anh chị lại có cơ hội tiếp cận với doanh nghiệp này? Bởi vì anh chị ạ, ông chủ tịch ngài Anatomy có nói, cái quy mô của doanh nghiệp, quy mô toàn cầu thì cái khả năng tiếp cận cũng phải mang tính quy mô toàn cầu. Nếu như chúng ta thấy rằng cái công nghệ của chúng ta mang tầm cỡ rất lớn, thì nếu như mà lựa chọn xây dựng ở gọi vốn ở tất cả các nước ra trên thế giới, thì có phải là người ta nói là một cây làm chẳng nên non và ba cây trụ nặng lên hòn núi cao. Tất cả hiện nay chúng ta là hơn 210 quốc gia trên thế giới đang có nhà đầu tư tham gia góp vốn tài trợ cho công nghệ xanh, và chúng ta sẽ làm nên lịch sử đấy. Và tất cả những sự lựa chọn của anh chị ngày hôm nay là anh chị sẽ là những con người mà lựa chọn được những cái quyết định rất là đúng đắn và sáng suốt đấy. Bởi vì sao? Ngày hôm nay có thể là anh chị vất vả, đúng không? Bởi vì anh chị đang phải đi làm việc, anh chị phải đem lo cho gia đình, lo cho con cái. Anh chị lại biết được cơ hội sở cổ phần của Unikai, và anh chị nhìn thấy đây là cơ hội. Anh chị nhìn thấy đây là cơ hội lớn, và anh chị tìm cách để anh chị gia tăng thêm tài sản ở cái doanh nghiệp này. Thì anh chị sẽ vất vả hơn, đúng không ạ? Vất vả hơn bởi vì vừa phải lo gia đình, vừa phải lo cho tương lai, vừa phải lo cho bản thân của mình đấy, và những người xung quanh của mình. Thế nên là nó sẽ vất vả hơn. Nhưng anh chị phải xác định rằng cái ngày việc ngày hôm nay mình làm thì sau 2 đến 3 năm nữa, 5 năm nữa được gì, đúng không ạ? Chúng ta phải đặt lên bàn cân được gì và mất gì. Chúng ta thà vất vả một vài năm để chúng ta kết thúc cuộc đời làm kinh tế, còn hơn là cuộc đời kinh tế không bao giờ kết thúc, đúng không ạ? Có những người 50, 60 tuổi, 80 tuổi vẫn đi làm việc. Ở đây làm việc vì đam mê thì nó lại khác, nhưng vẫn phải đi làm việc để kiếm miếng cơm manh áo, để lo cho cuộc sống của mình. Đấy, chứ ở đây không phải là nếu như mà chúng ta có tiền, chúng ta có tự do tài chính rồi thì chúng ta đi làm được cái đam mê. Chúng ta cũng cần phải tư lợi nhiều, đúng không ạ? Không cần phải tư lợi nhiều. Nếu như anh chị bây giờ một năm mà anh chị có vài chục triệu, cả vài trăm triệu, cả vài tỷ tiền cổ tức, thì có phải anh chị làm bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, đi bất cứ nơi đâu chị muốn, mà anh chị chẳng cần phải lo nghĩ gì về tiền. Cô giáo mà, đúng không ạ? Nếu như cô giáo mà giàu, cô giáo sẽ dành toàn bộ tâm huyết để dạy cho học sinh, đúng không ạ? Bởi vì bây giờ cô giáo dạy học sinh, nhưng cô giáo trong đầu cô giáo lại lo là tháng này chi tiêu cái loại cái kia, tốn rất nhiều tiền, và bắt đầu tâm trạng thì bất ổn định, căng thẳng, stress. Thì làm sao chị nghĩ con chúng ta được học từ những cô giáo đó thì liệu có trọn vẹn hay không? Nếu như bác sĩ không phải lo vì tiền, đúng không ạ? Không phải lo vì tiền, có đủ cái những thỏa sức để sáng tạo, để dành cái tâm huyết cho bệnh nhân, bác sĩ chạy xô để kiếm tiền và rất nhiều cái khác nữa anh chị nhé. Đấy, thế nên anh chị ạ, chúng ta hãy biết được rằng cái việc nên lấy ra mình khăn nước quên này. Em chào chị Kim Tiến ạ. Em chào anh Nhanh. Em chào anh Khánh Thành. Dạ, cảm ơn. Thế được rồi, được rồi. Rồi cả nhà anh biết rồi chị nhé. Đang nói đến đoạn nào để uống nước xong rồi quên nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị nhà mình đang tương tác like cùng với Thủy Nguyễn nhé. Đó, ngày nào được lên giao lưu cùng cả nhà cũng được gặp rất nhiều anh chị em quen thuộc, đúng không ạ? Rất là thân thiết. Đấy, chào chào cô Anh nhá. Cô Anh các anh chị muốn 25/2025 thoát cảnh nhà làm công ăn lương. Câu hỏi của anh Hiếm thì chắc chắn là rất nhiều người mong muốn thoát nghèo rồi, đúng không ạ? Thoát cảnh làm công ăn lương. Có rất là nhiều người mà đi làm công ăn lương rất vất vả, đúng không ạ? Mong muốn bứt phá ra nhưng mà lại không dám thay đổi. Khi cơ hội đến thì lại sợ, đúng không ạ? Sợ mất mát, sợ mất những gì mình đang có. Và thưa với anh chị rằng là nếu như anh chị muốn giàu có, anh chị phải nắm bắt cơ hội. Phải nắm bắt cơ hội.
phải làm những cái gì mà trước kia mình chưa dám làm, nhưng nó phải trên cơ sở thông tin, trên cơ sở kiến thức. Còn tất cả những cái người giàu ấy, những cái sự giàu có và những sự thành công thì nó đều đến từ những cái sự mạo hiểm hết anh chị ạ. Không có cái gì đến từ sự an toàn cả. Mạo hiểm đấy, chị nắm bắt một cơ hội và đã gọi là cơ hội thì nó sẽ có sự mạo hiểm. Bởi vì khi mà nó mạo hiểm thì nó mới gọi là cơ hội. Còn khi một cái thứ mà cả thế giới này biết rồi thì đó không còn gọi là cơ hội. Thì nếu mà anh chị làm một cái thứ mà không còn gọi là cơ hội nữa thì sẽ không có sự đột phá lớn. Tất cả không phải vì tiền thì không phải thị trường nữa em ạ. Đúng rồi anh Linh. Thì tất cả mọi thứ ở đây thì chúng ta đều liên quan đến tài chính. Đấy. Nhưng cái đồng tiền của chúng ta ngày hôm nay kiếm được là đồng tiền như thế nào? Bởi vì cái anh chị phải hiểu là cái quy luật của đồng tiền, nó là đồng tiền nó phải tạo ra giá trị. Và tiền càng tạo ra trị lớn thì anh chị nó càng đổ về cho anh chị càng nhiều. Nó càng mang con mang cháu về cho anh chị càng nhiều. Bởi vì tiền ngày hôm nay có thể anh chị để im một chỗ, anh chị gửi trong ngân hàng hoặc để trong két, thì sao nó không thể tạo ra tiền được, đó là đồng tiền chết. Và đồng tiền sống là đồng tiền nó luân chuyển. Luân chuyển ở đây là nó phải đi đúng một cái giá trị nào đó tạo ra xã hội. Vậy thì khi mà đồng tiền của chúng ta được đưa vào doanh nghiệp, được mã hóa, đưa vào doanh nghiệp thì sao? Thì cái đồng tiền đó là phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, để tạo ra sản phẩm phục vụ cho con người. Đấy, thì đó có phải là những cái đồng tiền đang vận hành ngày đêm để nó tạo ra sản phẩm không ạ? Nếu như mà tiền anh chị đổ vào vàng, ai cũng mua vàng, ai cũng mua vàng để đó, và để đó thì nó có giá trị gì không anh chị? Để đó nó không có giá trị gì cả. Nhưng tiền của anh chị, nên chính vì để đó không có giá trị nên nó sẽ không có dòng tiền đấy anh chị. Anh chị để đó anh chị chỉ để tăng lại vốn nhưng nó chẳng có cái dòng tiền gì cả. Nhưng khi mà đồng tiền của anh chị đưa vào doanh nghiệp, nó sẽ vận hành và anh chị sẽ, cái đồng tiền đó nó sẽ được quay vòng và tự nhiên là anh chị có được cái dòng tiền. Đó là lý do tại sao những người làm giữ cổ phần doanh nghiệp họ có cả lãi vốn và có cả dòng tiền, là do họ đi đúng anh chị, họ đầu tư đúng, họ đầu tư đúng và họ tạo ra một cái dòng tiền rất lớn và tạo cho họ cái sự tự do về tài chính. Thì xin chào Phương Vũ nhé, em xin chào chị Huế, em xin chào chị Huệ Công. Anh Hiếm nói là ai làm anti-fan thì kết bạn với Bùi Hiếm nhé, để chúng ta chốt kèo. Bạn thắng hay tôi thắng hoặc chúng ta cùng thắng. Chúng ta hãy làm thế nào mà để cùng nhau hợp tác, đôi bên cùng có lợi anh chị nhé. Đôi bên cùng có lợi và hợp tác trên phương diện là cộng sinh. Đấy, chúng ta là hợp tác là hai bên có thể giúp nhau cộng hưởng với nhau. Nợ người, nợ mình, nợ cả chúng sinh. Và Unica hiện nay đang là một doanh nghiệp đang làm được điều đó. Bởi vì cái khẩu hiệu của Chủ tịch Anatomy đó là xây Unica giải cứu hành tinh, thì không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Và chúng ta đang là những đại sứ thương hiệu, chúng ta đang làm cho doanh nghiệp của mình đấy. Chúng ta đang là những người mà tiên phong đi đầu, đóng góp cùng với doanh nghiệp trong những cái lúc mà doanh nghiệp đang gặp khó khăn nhất. Đấy, về vốn như bây giờ anh chị thấy chúng ta đã vượt qua được đến năm nay là năm thứ 10 rồi. Những cái năm khó khăn, những cái năm vất vả ấy, gian truân đầu tiên thì chúng ta đã vượt qua. Và bây giờ là những cái giai đoạn mà chúng ta sắp được hưởng những cái thành quả của mình. Đấy, trả công xứng đáng cho những anh chị chúng ta dám hy sinh tiền bạc của mình, hy sinh thời gian của mình, công sức của mình và những cái sự chịu đựng của mình. Và chắc chắn là những cái sự hy sinh đó sẽ được đền đáp xứng đáng, đúng không anh Sơn Niêm, anh Hiếm, đúng không ạ, tất cả các anh chị thấy đúng không ạ? Đó, thì anh chị thấy nên là anh chị bây giờ chúng ta có thể làm bất kỳ công việc nào. Chúng ta có thể làm từ làm công ăn lương, làm tư, đấy, chủ doanh nghiệp, chúng ta hãy cứ làm tốt công việc của mình. Bên cạnh đó chúng ta hãy dành cái chút tiền của mình ra để chúng ta dùng tiền để nó có thể tạo ra tiền. Đấy, cho dù bây giờ anh chị làm lương 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu hay là 20 triệu, 50 triệu, thì hãy cứ học cách trích ra 20%, 30% cái thu nhập của mình để dành cho các khoản đầu tư, và đầu tư để tạo cho chúng ta dòng tiền. Và anh chị... đó là việc chúng ta đang đi tìm cách để dùng tiền để tạo ra tiền.
Nếu như anh chị ngày hôm nay chị chưa có một cái sự lựa chọn nào để mà anh chị đang có một cái tài sản để tương lai tạo cho anh chị nhiều cái dòng tiền khác, thì anh chị lên tìm kiếm cho mình đấy, một cái con đường. Đấy, để cho chúng ta thay đổi cái cuộc sống của mình. Thì Nguyễn thì cũng không phải là những người quá siêu sao đúng không ạ? Đấy, là những người bình thường. Thì Nguyễn đã cũng chỉ là nhà đầu tư là góp vốn cùng với Unichai và đã làm một đối tác cùng với quỹ SLC. Thì Nguyễn là người đi trước, thì Nguyễn thấy được những cái gì hay, những cái gì tốt thì Nguyễn chia sẻ cùng với các anh chị em thôi. Đấy, còn không có cái gì là đây là dạy bảo ai cả. Chúng ta trên cái góc độ chúng ta giao lưu chia sẻ với nhau để chúng ta cùng tìm ra những cái giải pháp để tốt nhất cho chính bản thân chúng ta và gia đình của mình. Và khi mà anh chị biết được những cái cơ hội mà để anh chị mong muốn để thay đổi ấy, thì nhiều khi mà anh chị không có kiến thức thì anh chị bị dính phải những cái cạm bẫy tài chính và anh chị đã bị mất mát rất là nhiều tài chính. và để lại cái hậu quả rất là lớn cho chính mình và gia đình của mình. Đúng không ạ? Anh Hiếm có một câu châm ngôn của ông chủ tịch nói là: tôi không muốn người giàu lại càng giàu và người nghèo thì mãi cứ nghèo. Tôi muốn trao tài sản trí tuệ cả đời tôi đến tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới, kể cả những người nghèo cũng có cơ hội. Đấy anh chị thấy không ạ? Đó là lý do tại sao mà những người nghèo nhất trong xã hội này, dù 50 đô, 1 triệu 3 thôi, chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta sở hữu phần của doanh nghiệp này. Đấy. Đến những cái lúc rút, ai là người bước chân lên con thuyền này? Ai là người bước chân lên con thuyền của sự tự do, con thuyền của tương lai, con thuyền của sự thịnh vượng, của sự giàu có? Và anh chị sẽ đặt chân lên đó thì chúng ta sẽ có được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Bởi vì cái công cụ ngày hôm nay anh chị đang được nắm giữ đó là cái cổ phần doanh nghiệp, công cụ của những người giàu mà họ vẫn làm, và ngày hôm nay chúng ta biết được nó. Và nếu những cái năm trước mà chúng ta không biết thì chúng ta không thể nào có internet, chúng ta cũng không được tiếp cận. Nhưng mà bây giờ anh chị thấy ạ, chính vì internet nên chúng ta đang nắm được, biết được cái công cụ mà giới siêu giàu họ đang trở nên giàu có mà bây giờ chúng ta mới biết. Đấy, đôi khi mà anh chị cũng thắc mắc là tại sao người giàu họ cứ càng ngày càng giàu mà người nghèo mình thì cứ làm việc chật vật vất vả hết ngày này qua ngày khác mà vẫn không thể giàu được. Đấy, đó là một cái bí kíp mà không phải anh chị nào cũng biết được. Và rất là may mắn cho những anh chị ngày hôm nay chúng ta đang nắm được cái bí kíp này, cái bí kíp làm giàu kinh điển của những giới siêu giàu mà ngày hôm nay chúng ta nắm được. Và thì tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ có sự tăng trưởng về cả con người, cả về trí tuệ, cả về tài chính, mối quan hệ. Bởi vì con đường đi đúng thì hãy cho chúng ta rất nhiều thứ. Và nếu đã đi sai thì càng làm càng sai, đúng không ạ? Đã đi đúng thì càng làm sẽ càng có, càng phát triển và càng có kết quả. Đấy, thế nên anh chị ạ, chúng ta hãy không cần lựa chọn quá nhiều, chỉ cần một lựa chọn đúng thôi. Cho trái tim. Chỉ cần lựa chọn đúng thôi anh chị nhá. Cho dù anh chị có sai này, đấy, anh chị có sai bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh chị cũng đừng buồn. Bởi vì anh chị biết đến Unikai là vũ trụ đã ban cho anh chị một cái sự cứu rỗi rồi, một cái sự cứu giúp cho tất cả anh chị khi mà anh chị được biết đến công cụ này. Đấy, anh Hiếm có phân tích này: giả sử bây giờ các anh chị mới tìm hiểu không có tiền thì trồng rau ấy, muốn bán đi tiết kiệm một ngày 40k cũng gom được cổ phần của tập đoàn 400 tỷ đô này. Nó cũng rất đơn giản mà, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều người nói là tôi không có tiền ấy. Thực sự là nếu mà nói như vậy thì chúng ta lại quay lại xem tại sao đến giờ mình vẫn không có tiền, tại sao đến bây giờ mà 50 đô mình vẫn không có tiền, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mình không có tiền thì mình xem lại mình tại sao lại không có tiền. Đấy, nếu không có tiền thì càng phải làm, càng phải nắm bắt cơ hội này. Đấy, nếu như mình giỏi, mình làm tốt thì mình phải có tiền rồi chứ, đúng không ạ? Nhưng mà đến bây giờ thì đến 50 đô vẫn không có tiền thì cần phải xem xét cái gì.
Và nếu như cơ hội này là cái cơ hội mà cả người nghèo nhất cũng có cơ hội mà không làm được thì chẳng có cơ hội nào làm được. Đúng không ạ? Anh Hiếm là kiếm 100k thì ăn 60k thôi để 40k đầu tư cho cả đời luôn. Đấy, có rất nhiều người kiếm tiền nhưng có thể họ đi ăn, họ đi mặc, họ đi mua sắm những bộ quần áo rất đắt tiền. Họ sẵn sàng đi nhậu với bạn bè bỏ ra khoảng 1-2 triệu một lần, họ không tiếc. Nhưng bảo đầu tư 50 đô một tháng thì họ lại rất tiếc. Đầu tư cho tương lai thì lại nặng tiếc, và đầu tư cho những cái thứ mà không giúp ích gì cho tương lai thì họ lại tập trung vào vàng. Đó là cái cách quản lý tiền anh chị, cái cách quản lý vận hành tiền. Cái quan trọng là bạn kiếm tiền nó chưa quan trọng nhiều bằng cái cách bạn nhân nó như thế nào đâu. Bạn giữ nó được trong bao nhiêu lâu. Anh Nanh có nói là cảm ơn những người đã chia sẻ truyền cảm hứng cho tất cả những nhà đầu tư. Thì em cũng là thực sự là cũng muốn giúp cho doanh nghiệp của mình, và cũng muốn lan tỏa những cái giá trị này đấy, cho những người mà cũng giống Thủy ngày trước. Bởi vì như Thủy Nguyễn ngày trước ấy, Thủy Nguyễn cũng thực sự rất khát vọng trở nên giàu có, nhưng mà mình không biết lối nào mà đi cả. Cứ đi lang thang lên quanh hết chỗ này đến chỗ khác. Mặc dù đi sang cả Nhật Bản ấy chị, thì làm lương khá là cao, 30-40 triệu một tháng, có tháng 50 triệu. Nhiều tiền so với Việt Nam thì có thể là không, một số anh chị làm giỏi khác thì mình có thể không bằng, nhưng với cái góc độ mà những người đi làm công phần đông ấy, thì mình có thể mình làm một năm thì bằng họ, mình làm một tháng 2 tháng có thể bằng làm họ làm tiết kiệm cả một năm. Nhưng mà tại sao thì vẫn không nhìn thấy cái tương lai của mình? Bởi vì đó vẫn là đi làm công ăn lương. Làm công ăn lương thì ráo mồ hôi là hết tiền, nghỉ việc cái là hết tiền. Bởi vì mình đang phụ thuộc hoàn toàn thời gian và công sức của người khác mà. Mình nghỉ làm, mình đi, mình ốm cái là coi như là mình cắt đứt. Mình nghỉ một ngày thôi là chuyên cần 500 nghìn, 1 triệu là cắt đứt luôn. Và chưa tính là những cái thời gian mà anh chị có công việc. Anh chị làm tự do ở nhà thì có thể là công việc gia đình, rồi nay nghỉ, mai nghỉ, một tháng nghỉ 10 buổi thì anh chị thấy rằng lương nó đâu có ổn định đâu, đúng không ạ? Và nó lại còn phải phụ thuộc vào sức khỏe nữa. Bây giờ còn khỏe thì có thể là còn làm được, đúng không ạ? Nhưng mai kia không có sức khỏe rồi thì làm thế nào? Đấy, thế nên là anh chị thấy rằng cái tầm quan trọng của việc mà chúng ta đầu tư và chúng ta lựa chọn cho mình một cái con đường đi, nó rất là quan trọng. Quan trọng vô cùng luôn anh chị. Mà chúng ta phải có khát vọng, chỉ cần nơi nào có ý chí nơi đó sẽ có con đường. Cuộc đời chúng ta sẽ không thể thay đổi được nếu như chúng ta không có khát vọng, không có ý chí và không có nghị lực. Đúng rồi, anh Hiến là biết ơn những anh chị em đối tác, nếu không có ai chia sẻ thì không ai biết mà làm. Cảm ơn chính bản thân mình, nếu tôi ngu muội thì bảo thủ ngu si thì tôi không đón nhận được cơ hội này. Đấy, tức là những anh chị mà đón nhận được cơ hội này là những người rất là thông thái, những người mà thực sự có tầm nhìn. Đấy, đã dám nhìn vào tương lai để ủng hộ cho một công nghệ mới, một giải pháp cho toàn cầu. Và anh chị thấy rằng ạ, nếu như đúng là không có những người làm chương trình đối tác như thế này thì bản thân Thủy Nguyễn cũng không bao giờ có cơ hội được tiếp cận được cơ hội tấn công với nghệ này. Nên nếu như anh chị thấy ạ, như truyền thống các công ty ở Việt Nam, anh chị thấy không, họ rất thành công nhưng mà họ đâu có tiếp cận đến mình đâu. Họ chỉ thành công những người thân của họ trong doanh nghiệp của họ thôi. Mình thì chỉ là người ở vòng ngoài thôi, mình chẳng được cái gì cả, là người đi sử dụng sản phẩm thôi. Nhưng mà vì cái việc mà ngày hôm nay doanh nghiệp Unikai đang gọi vốn trên toàn cầu này là mở ra cơ hội cho rất nhiều người, từ những người nghèo nhất mà anh chị. Đấy, đó là thông điệp của chủ tịch Alatoni. Nên là chúng ta mới có cơ hội, và cộng thêm việc là phát triển chương trình đối tác cùng với quỹ. Nên là cái việc lan tỏa cái công nghệ này thì nó sẽ phủ sóng rất là rộng. Đấy, thì cũng cảm ơn người bảo trợ của mình, đó là chị Đào Thị Tuyết. Đấy, người chị đã chia sẻ cho Thủy biết cái cơ hội sở cổ phần của Unikai. Và thì chưa bao giờ thì lại nghĩ rằng đến giờ phút này mình lại đạt được những ngưỡng cửa mà mình chưa bao giờ mình dám mơ. Ngày xưa khi mà anh Hiếu ạ, cái lúc mà em ở bên Nhật ý, em cũng chỉ mong muốn là lúc đó mình đạt được 1 triệu cổ phần. Cái lúc mà chưa đạt được 1 triệu cổ phần thì mình thấy nó rất là lâu anh chị. Nó lâu lắm luôn ấy. Thế là khi mà đã khi mà qua được 1 triệu cổ phần rồi, lại cố lên 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu và cứ cố lên. Đấy, cứ cố lên và
đến giờ phút này thì mình cũng đã đạt được số lượng cổ phần cũng cũng khá một chút đấy, và đó một cái kết quả mà thì mình cảm thấy rất là ngỡ ngàng và bản thân của mình, và cảm ơn bản thân của mình đã cho phép người khác được đi vào cuộc đời của mình đấy, dẫn dắt mình bước sang một nền tảng mới, một đỉnh cao mới đấy. Bản thân mình mà không dám đón nhận thì không ai có thể dắt tay mình được. Bản thân của mình mà không khát vọng thì không cơ hội là đến với mình cả, nó đến rồi nó lại đi như cơn gió anh chị đấy. Thế nên là chỉ có cơ hội nào ở lại với các anh chị, đó là cho trong tâm trí của anh chị đã có nó, đã có sẵn nó, và bây giờ nó đến. Và khi mà cái luật hấp dẫn nó đến thì hai cái thứ nó cùng với tần số và nó sẽ nhập vào nhau, và tự nhiên là anh chị nắm được cơ hội. Còn không phải là anh chị không có mong cầu, không có mong muốn và sự tự do, sự giàu có, và không có mong muốn đón nhận bất kỳ cơ hội nào, thì tất nhiên là đến với chị, anh chị nói là ơ vừa ơi, nó lừa đảo, nó bánh vẽ các kiểu đúng không ạ, nó dựng lên rồi là 3D đấy, các kiểu đa cấp biến tướng rồi rất nhiều thứ, nhưng mà lại không tìm hiểu bất kỳ thông tin nào. Và để truyền thông có định hướng và dẫn dắt, bây giờ internet á, nó có hai mặt anh chị, nó tốt thì nó cũng tốt thật, nhưng nó cũng sẽ nguy hiểm đối với những người nào mà nghe tôi nói anh chị đấy không? TikTok là cái thứ mà không để cho con người phải suy nghĩ, chỉ cần 3 giây thôi là sẽ nhập luôn vào não của họ luôn. Những người xem TikTok nhiều ấy, là họ sẽ có một cái xu thế là họ lười tư duy và lười suy nghĩ và lười phân tích, nghe nói cái gì cái là theo luôn đúng không ạ, nghe những cái video tiêu cực có thể là tin vào nó, bởi vì cái TikTok nó chỉ nước còn một mà vài giây thôi anh chị, và nó ngấm rất là nhanh. Và bởi vậy là chúng ta mới nói là mình tập trung vào cái gì thì cái đó nó sẽ mở rộng rất là lớn. Tập trung vào tương lai, tập trung vào tài chính, tập trung vào thu nhập tự động thì tự nhiên là anh chị sẽ thu hút những cái thứ mà để giúp cho anh chị đạt được những cái điều đó. Đấy em chào anh Minh Thường, em chào anh Trần Bình nhá, em xin chào tất cả các anh chị nhà mình. Cô anh là một nhà đầu tư ở Đài Loan nha chị ạ. Cô ấy, các con và gia đình phản đối rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều, nhưng mà vẫn một niềm tin kiên định đấy, vẫn một quyết định kiên định đi theo cái con đường sự lựa chọn của mình. Để sao chúng ta hãy làm để người khác theo, hãy tạo ra đấy để người khác theo, đừng chờ người khác ủng hộ rồi mới làm. Nếu mà chờ như vậy thì nó sẽ hết. Ở đây chúng ta phải xác định là việc mình đầu tư ở UST đây không phải là một trào lưu, không phải là một trào lưu về đầu tư. Nó khác với việc những cái đầu tư mà hiện nay chị thấy là nó đầu tư về những cái sân sàn tài chính, nó trào lưu về trả lãi đúng không ạ. Nhưng ở đây là mình đang có vốn đầu tư cai, đó là một xu thế đầu tư, vào một xu thế chứ không phải một trào lưu. Đó, trào lưu là anh chị thấy nó có rồi là sẽ biến mất, nhưng cái xu thế là nó sẽ đi trong cái khoảng thời gian rất là dài đấy, và là một cái xu thế đi đầu nữa, thì anh chị phải biết cái sự thắng của nó sẽ cực kỳ là lớn anh chị đấy. Mà đã là xu thế thì chắc chắn nó phải thành công rồi đúng không ạ, chắc chắn nó phải thành công. Bởi vì chúng ta cứ lấy ví dụ những cái doanh nghiệp nó đã thành công rồi thì chúng ta thấy rằng nó kiểu gì nó cũng thành công rồi đấy. Bởi vì doanh nghiệp bây giờ nó kiểu như là của VinFast ấy chị, của Bắc Vượng, bây giờ Bắc Vượng không thể nào thất bại được. UST của chúng ta cũng vậy, nó là một doanh nghiệp quốc tế. Nên chị phải nhớ một điều rằng là chúng ta đầu tư ở trong nước đấy, chúng ta trong nước thì cũng được thôi đấy. Và là chị muốn đầu tư trong nước, nhưng với UST thì anh chị thấy rằng nếu như góc độ của người tiêu dùng ấy, thì chúng ta mong muốn là có ở trong nước đấy, để chúng ta có thể sử dụng nhanh đấy. Nhưng mà nếu như góc độ của nhà đầu tư ấy, nếu mà đầu tư chỉ ở Việt Nam thôi thì lợi nhuận nó chỉ ở Việt Nam thôi đúng không ạ. Nhưng nếu mà cái doanh nghiệp chúng ta mang tính chất toàn cầu thì cái lợi nhuận chúng ta sẽ mở rộng hơn, cái nguồn thu nhập chúng ta sẽ đến từ nhiều quốc gia hơn. Đấy, điều đó mở ra cái sự thành công của anh chị là sẽ lớn hơn đấy. Thế nên là chúng ta đấy ạ, chúng ta đang đứng trên vai của người khổng lồ, đứng trên vai của người khổng lồ đang làm sao, đang tạo ra những cái công nghệ tiên tiến mới mà giải quyết những cái vấn nạn lớn của toàn cầu về giao thông vận tải, một giải pháp thông minh đột phá, và chúng ta ngày nay chúng ta được đón nhận nó đấy. Đó là một cái sự lựa chọn vô cùng sáng suốt và vô cùng thông minh, và chắc chắn là sự lựa chọn ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai mai sau của bạn.
và lựa chọn đúng thì sẽ cho cái kết quả đúng và sẽ thay đổi được những cái thực trạng ngày hôm nay. Và chúng ta lựa chọn về về cơ hội, về tài chính, lựa chọn về người bạn chúng ta chơi, lựa chọn về công việc chúng ta làm, đấy, lựa chọn cái con đường mà chúng ta đi, đấy, phương tiện mà chúng ta đi, thì chúng ta lựa chọn càng đúng thì sẽ rút ngắn thời gian của mình được càng nhiều và cái sự thành công của mình nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, chúng ta sẽ giảm thiểu được cái rủi ro hơn. Thế thì anh chị hãy trang bị cho mình những kiến thức thật là chắc trước khi chúng ta bước chân ra ngoài đời để chúng ta đi tìm kiếm một cái lĩnh vực để chúng ta đầu tư, nhưng không cần tìm kiếm quá nhiều ở đâu xa. Và ngày hôm nay chỉ cần anh chị biết đến Unikai thôi là anh chị sẽ có được một tương lai, thì tin rằng là anh chị sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình nhờ cái việc mà anh chị nắm giữ cổ phần của Unikai. Đó là một cái cơ hội mà cả ngàn năm sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Chúng ta may mắn thì chúng ta được đó, nên anh chị hãy tận dụng, hãy nắm bắt cái cơ hội để anh chị sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này. Hãy lên anh chị nào mà chúng ta đã được ai đó chia sẻ thì anh chị hãy kết nối lại với những người đã chia sẻ cơ hội cho mình để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Đấy, và những anh chị nào mà chúng ta chưa có ai được ai chia sẻ và chúng ta nghe cái công nghệ này chúng ta mong muốn tìm hiểu, chúng ta chưa biết tìm hiểu ở đâu, thì anh chị có thể kết nối với Thủy Nguyễn nhé. Thủy Nguyễn có thể giúp cho anh chị có được những cái thông tin, đấy, những cái điều mà anh chị có thể phân tích ra để anh chị tránh được cái những cái rủi ro nhé, và anh chị nắm bắt được cơ hội này. Vâng ạ, thì lần nữa thì lần cuối thì cũng xin cảm ơn tất cả nhà mình đã tương tác nay cùng với Thủy Nguyễn, và Thủy Nguyễn cũng xin kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị nhà mình nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video của Skillwell. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, đừng quên nhấn nút thích và chia sẻ để nhiều người hơn biết đến những cơ hội đầu tư đột phá và công nghệ vận tải tương lai. Và hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ chúng tôi. Hãy khám phá thêm các video khác của Skillwell để nắm bắt những thông tin mới nhất và hữu ích nhất. Xin vui lòng liên hệ số 0945295231 để biết thông tin cơ hội đầu tư cổ phần UST, và đừng quên xem chi tiết ở phần mô tả video này. Skillwell, đồng hành cùng bạn trên hành trình đầu tư thông minh và khám phá những công nghệ đột phá. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.